Xin chào các bạn đến cái buổi livestream của ngày hôm nay của một game đấy, và mình là Bùn, còn đây là anh BK. Hôm nay tụi mình sẽ chơi một tựa game siêu mới luôn, là con Assassin's Creed Mirage. Trong phần này của phần Assassin's Creed Mirage thì chúng ta sẽ vào vai của Basim, đặc biệt là anh trai này là phản diện chính, phản diện cuối cùng của phần Valhalla. Và trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu quá khứ của một kẻ phản diện. Ở buổi livestream ngày hôm nay, để mà có thể chơi một cái tựa game siêu hot như vậy thì chúng tôi đã được một nhà tài trợ giấu tên tài trợ một bộ máy cực kỳ xịn sò đấy, để vừa có thể livestream mà vừa có thể cân được mắt cấu hình. Đây chính là Acer Top Gaming F15 2023, một chiếc máy laptop gaming mới nhất đó của năm 2023 đến từ nhà Acer luôn ha. Ôi. Cấu hình thì làm cấu hình đó chính là i9 13900H, một con CPU mới nhất ở thời điểm hiện tại luôn nha, tại vì chip 14 hiện tại vẫn chưa ra. Kèm đó là RAM sẽ là 16GB và kèm màn hình sẽ là 4060. Thì với việc là con máy này được trang bị một con card gọi là cũng mắc công suất rồi, cho nên là nó sẽ có thể cân được gọi là cái tựa game này bét nhẹ, thoải mái luôn. Con này là hiện tại em nó đang được trang bị một con màn 144Hz, quan trọng hơn đó là sRGB 100%. Ôi, cái sRGB 100% này nó sẽ hữu dụng đối với những anh em nào mà làm editor nè, hay là designer nè, sẽ cần một cái màu sắc nó rất là chuẩn ha. Và cái điểm đặc biệt đó là chuẩn quân đội Mỹ. Anh em nào di chuyển nhiều như việc giữa từ giờ từ nhà này sang tới đại học chẳng hạn, hoặc là đi làm chẳng hạn, thì anh em sẽ gọi là được hạn chế phần nào cái việc mà nó sẽ bị hư hỏng bởi nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, hay là bị độ ẩm nó bất thường á, hoặc là đơn giản như là kiểu va đập nhẹ thì anh em vẫn sẽ có thể đảm bảo được an toàn. Cân nặng chính xác sẽ là tầm khoảng 2.2 kg nha anh em, cho nên là anh em cứ thoải mái thôi. Tầm 2.2 kg thì nó cũng bình thường. 2.2 kg cũng không đến nỗi là quá nặng. Anh em nhìn nhiệt độ nhá. Nhiệt độ của con RTX hiện tại là đang là 76-75 độ, hoặc là con i9 hiện tại là 93 độ. Thì nếu mà đối với mấy anh em nào mà đang thấy nó đang cao á, là do anh em đang so với lại một cái thùng PC. Đúng rồi, anh em đang so với một cái thùng PC. Đúng rồi, cái thùng PC. Còn với về mặt laptop gaming á thì mình đối với mình thấy này là khá là mát rồi. Đúng rồi. Còn FPS thì giật là trên tầm khoảng 85-100, thì đối với những cái tựa game đi cảnh này, cái mức FPS này gọi là quá là ok luôn rồi nha anh em. Cái này chắc là nhiệm vụ đầu tiên quá. Hello anh Mikai. Sao, how do you feel về việc em bấm cái bàn phím này như thế nào? Nếu mà mình xét và những cái con bàn phím mình đã được trải qua cho mấy cái con gaming laptop á, thì mình được trải qua một số dòng như là Ratchet này, mấy con MSI. Hình như là con này nó sử dụng luôn cái bàn phím của con Ratchet nha anh em. Ratchet là một dòng laptop cao cấp của Acer nha anh em. Căn bản thì khi mà em test con kia thì nó đã có một cái hành trình kiếm rất là sâu, cộng thêm nữa là nó có cái độ nảy ngược lại, giống như là nó hơi bàn phím dễ theo dõi cơ anh em. Chứ không như bị cao su là nhấn một cái là lúng xuống luôn đúng không? Theo bị cao su thì cái cảm giác nhấn nó không có được phê thôi. Tại vì hành trình kiếm nó sẽ ngắn, cộng thêm nữa là bởi vì nó là cao su nó sẽ không có nảy nhiều. Thì gặp tôi mà vô hỏi Assassin thế này thôi. Ha. Đó, mất ngón tay kìa. Em vô đâu. Em không vô đâu. Được rồi kìa, thấy không? Em không vô đâu. Kiểu giống Spider-Man. Có điều là cái này cái kiếm. Nhìn ai cũng mất cái ngón tay nó nhìn ngầu quá à. Ý là ai cũng mất cái ngón tay nó nhìn ngầu vãi. Không ngầu. 9 điểm rưỡi nha mấy bạn. 9 điểm rưỡi. Nhiều nhất là chỉ được 9.5 điểm thôi. Maximum là maximum. Carry thằng này lên. Rồi, cho mày xuống sông. Ừ, cho mày xuống sông. Rồi, tao vừa vẽ mát nha anh. Ok. Ê, chết em rồi. Rồi, tao thấy em rồi. Death from above.
Ây da, đau 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 đau. Ừ. Rồi từ anh em ơi, thuốc này tụi nó chưa biết đâu. Mấy này khờ lắm, mấy này khờ lắm. Mấy này chuối, quốc. Mấy khờ lắm, để tôi xin ngày cho tắm biển không? Tắm biển tắm sông gì đó, đi đi. Đi đi, quăng, ấy ấy. Ơ ơ ơ. Kẹt luôn. Ok, thì nói chung là do là hiện tại mình bị kẹt nên rồi chắc là tụi mình cũng sẽ dừng tại đây, tạm dừng tại đây phần livestream của phần này lại đây ha. Và mình là Bột đến từ một game. Và mình là BK cũng đến từ một game. Và hiện tại thì xin chào và gửi lời rồi, cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ Asus lần này vì đã trang bị cho một game một bộ combo quá đỉnh để chiến được con game quá khủng như là Ancient Merit. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cho tới lúc này. Đấy, và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần livestream tiếp theo. Đấy, và một ngày không xa. Bye bye. Bye bye.